không? Và biểu đồ nến ấy thì nó được thể hiện, cấu trúc thị trường ấy thì nó được thể hiện qua biểu đồ nến và được thể hiện trên dạng sóng đúng không? Trên dạng sóng đi lên đi xuống như thế này. Thì mình sẽ có ba cái hành động chính, ba cái hành động chính của thị trường: một là giảm đúng không, hai là tăng, ba là đi ngang đúng không? Rồi thì ba cái động thái, ba cái hành động này á, thì nó sẽ tạo ra bốn cái động thái chính của thị trường, bốn động thái chính ha. Thì mình sẽ có giảm đi ngang, giảm tăng đi ngang, tăng giảm đi ngang, giảm tăng. Với lại là tăng đi ngang giảm. Thì đối với những cái vùng mà đi ngang này, những cái vùng mà đi ngang thì trong thị trường của mình hiểu nó là cái giai đoạn tích lũy, giai đoạn tích lũy hay giai đoạn đi ngang ấy, mà nó được miêu tả như là cái giai đoạn mà hai bên nó đấu đá nhau đúng không? Xong rồi có một bên nó thoát ra được, có nghĩa là ví dụ đang trong một cái sideways mà giá nó tăng lên, thì có nghĩa là đội buy nó chiến thắng ở trong cái cuộc chiến sideways này đúng không? Đó. Thì đối với những cái vùng sideways này thì mình sẽ mường tượng nó là một cái bệ đỡ để mà mình có thể tham gia, mình đánh theo cái thị trường. Ví dụ như thị trường nó đang có một cái nhịp đi ngang đi, thì sau khi mà thị trường nó thoát ra khỏi cái vùng sideways đúng không? Thoát ra khỏi cái vùng sideways thì mình sẽ chờ cho giá nó hồi về để mà mình buy lên tiếp. Thì tương tự với cái trường hợp mà giá nó sideways rồi nó giảm. Đó, thì ví dụ như ở đây mình đang có một cái trend là mình đang có một cái xu hướng là giảm đi ngang giảm đúng không? Thì cái vùng mà bay, cái vùng bay, vùng canh bán của mình ấy nó sẽ xuất hiện khi mà giá nó tạo ra cái quá trình sideways, sau đó nó thoát ra. Đó, ví dụ như thế này đi. Thì sau khi mà nó thoát ra khỏi cái vùng sideways này ấy, thì mình sẽ dùng cái vùng sideways đó để mà mình đánh xuống tiếp. Đó, anh hình dung không? Ok. Rồi thì tương tự với trường hợp mà nó tăng ha. Rồi mình sẽ quan tâm nhiều đến những cái trường hợp, hai cái trường hợp cuối là giảm đi ngang tăng. Tại vì sao? Tại vì như nãy em có nói, cái vùng sideways nó thì nó sẽ là một cái vùng tranh đấu đúng không? Trong hai cái trường hợp này thì giá nó đang có một cái trend đi xuống. Ở đây thì giá nó đang đi xuống đi, sau đó giá nó đi ngang rồi nó tăng lên, thì có nghĩa là đội sell ở đây nó đã thất bại hoàn toàn đúng không? Cho nên là giá nó sẽ không có đi xuống tiếp mà giá nó đi lên. Thì trong những cái trường hợp như thế này ấy, khi mà anh vào lệnh thì tỷ lệ thắng của anh nó sẽ cao hơn. Đó. Giá nó đi xuống rồi đi ngang thoát lên, thì anh sẽ chờ, anh chờ những cái vùng bên dưới này để mà anh buy lên. Rồi. Tương tự với sideways giảm ha. Thì giải thích một tí, giải thích một tí về cách mà thị trường bên mình hoạt động ha, tại vì anh hiểu là bên mình thì lúc trong thị trường mình thì lúc nào cũng sẽ có người mua người bán đúng không? Nhưng mà khi mà khối lượng của một bên nó cao hơn hẳn một bên khác ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái vùng mất cân bằng, những cái vùng mất cân bằng đằng trước những cái vùng sideways này. Đó. Lý giải một tí thì trong theo lý thuyết đi, thì ở đây giả sử như ở trên cái đoạn này mình có 50 lót đi. Mình có 50 lót vàng ha. Thì cá nó đẩy vào 50 lót tới đây thì nó gặp một cái khối lượng đánh ngược lên là 40 lót đi. Thì thị trường nó sẽ không có quá nhiều cái sự chênh lệch đúng không anh? Nó chỉ chênh lệch còn có 10 lót đúng không? Đó, thì giá nó sẽ bắt đầu có những cái nhịp hồi phục lên. Giá nó sẽ có những cái nhịp hồi phục lên, và ở trong cái giai đoạn sideways này này thì sẽ có sideways để tiếp diễn nha. Sideways tiếp diễn hoặc là sideways để đảo chiều. Đó, hai cái dạng anh thấy rõ đúng không? Đây là sideways để tiếp diễn và sideways để đảo chiều. Cách để mà nhìn ở trên biểu đồ thì những buổi sau em sẽ nói thêm cho anh ha. Em sẽ nói thêm cho anh, còn cái này là mình nói về lý thuyết trước. Rồi. Rồi, khi mà giá nó bắt đầu xuất hiện cái sự tranh đấu á, cái sự tranh đấu ấy, thì mình phải cần phải tìm hiểu là cái sideways này nó sẽ là sideways
tiếp diễn hay là sideways đảo chiều. Rồi thì khi mà giá nó sideways ở đây ấy, thì nếu như mà mình xác nhận được đây là một cái chen giảm dài đi, thì khả năng cao ấy là khối lượng giảm ấy, cái khối lượng bán đẩy vào ấy, cái khối lượng đẩy bán đẩy vào ấy, thực chất là nó được giữ ở trên những cái vùng cao hơn như thế này nữa. Ví dụ như ở trên này có 100 lot đi, xuống đây còn rồi 90, xuống đây còn 50, thì tới đây gặp 40 lot thì nó sẽ khựng lại ở đây đúng không? Giá nó sẽ khựng lại ở đây. Nhưng mà anh nên nhớ là do là khả năng cao ấy, những cái khối lượng ở trên này này họ vẫn còn giữ nhé. Ở trong thị trường của mình ấy thì sẽ có rất là nhiều những cái trader dài hạn, trung hạn hay là ngắn hạn đúng không? Thì khả năng cao là sẽ có những người họ giữ lệnh ở trên và cái trend nó sẽ tiếp tục đi dài xuống theo cái xu hướng của họ. Thì trong những cái như thế ấy, trong những cái giai đoạn mà thị trường nó đi xuống như thế này này và cái khối lượng nó thể hiện rõ ràng qua một cái cấu trúc giảm ấy, thì mình sẽ không cố gắng là mình đánh ngược ha. Mình không có cố gắng mình đánh ngược lên ha. Đó. Rồi anh ơi, cái đoạn này anh hình dung đơn giản về cách thị trường mình hoạt động rồi đúng không? Phải có người mua thì mới có người bán ha. Và những cái lệnh limit ấy, thì cái bản chất của những cái lệnh limit ấy, thì nó sẽ là những cái lệnh để mà đỡ giá nhé. Cái này thì nói thêm cho anh biết thôi. Ví dụ như cái hàng này nó có một đống những cái người limit đi. Và trend nó đang giảm xuống như thế này đúng không? Thì khi mà giá nó chạm vào limit ấy, vùng limit ấy, thì giá nó sẽ phản ứng. Giá nó phản ứng. Đó. Thì đối với những cái vùng ấy, đối với những cái vùng mà anh thấy nó là vùng đẹp nhưng mà khi mà anh vào ấy mà giá nó thủng qua luôn. Giá nó đâm một phát, đâm thủng qua luôn ấy, thì có nghĩa là những cái vùng này là những cái vùng giả nhá. Những cái vùng mà anh chọn, có thể là anh chọn sai hoặc là anh chọn nhầm kiểu như vậy. Nhưng mà chắc chắn nếu như mà một cái vùng mà anh chọn đúng á, một cái vùng mà anh xác nhận tốt và anh xác nhận đúng á, thì chắc chắn là nó sẽ có phản ứng nha. Lúc nào cũng sẽ như vậy nha. Đây, những cái vùng mua bán của mình ấy, nếu như mà anh chọn đúng và những cái vùng đó nó có một cái khối lượng limit sẵn thì chắc chắn là lệnh nó sẽ có phản ứng. Phản ứng ở đây thì nó có thể là một cái rút râu, một hay là nó tạo ra một cái cây nến nhấn chìm tăng ngược lên lại đi. Ví dụ như thế. Anh hình dung được không? Rồi. Rồi thì em sẽ nói cho anh nghe nghe tiếp về những cái từ khóa mà mình sẽ sử dụng rất là nhiều ở trong group ha. Rồi từng cái ha. Đây thì xé con CH đi. Xé con CH dịch ra tiếng Anh nó là change of character, nó là cái sự thay đổi trong thuộc tính của thị trường. Em nói như thế này cho nó mình dễ hình dung ha. Sự thay đổi đầu tiên của thị trường đi. Rồi. Rồi. BOS thì nó là break structure, thì nó là sự phá vỡ cấu trúc. SMS thì nó là ship market structure, nó là vùng đảo chiều ấy.
Đầu tiên là mình nói về cái xe con CH đi. Thì thường ở trên biểu đồ ấy, em sẽ thể hiện xe con CH nó là cái này. Đây là chốc. Thì chốc ấy, chốc BOS ấy, thì mình sẽ có chốc tăng và chốc tăng, chốc giảm và BOS tăng, BOS giảm ha. Thì xe con CH mà nó nằm ở phía trên thì nó là chốc tăng đây như thế này ha. Rồi, thì giả sử chúng ta có một cái chain giảm như thế này đi. Đỉnh ở đây, đáy ở đây, đỉnh ở đây, đây ở đây. Rồi, thì giả sử trong một cái chain giảm, một cái chain giảm liên tục như thế này á, trong một cái chain giảm liên tục như thế này, thì mình đầu tiên để mà xác nhận một cái chain giảm hoặc là một cái chain tăng ấy, thì anh sẽ cần có hai đáy và hai đỉnh thấp hơn hoặc là cao hơn nhau. Ở đây ấy, đây là một mức thấp thì bình thường em sẽ nói với mọi người đây là cái mức low đi. Mấy cái từ đơn giản thì anh hình dung được mà đúng không? Low này, mức thấp này. Đó, thì ở trên này thì mình sẽ có một mức thấp, nó vẫn là mức thấp đúng không? Nhưng mà nó cao hơn cái mức thấp cũ thì mình gọi là higher low ha. Đó, higher low. Rồi đây là một cái đỉnh cao đúng không? Thì mình gọi là high. Rồi đây là đỉnh cao hơn đó, thì mình gọi là HH cái anh là 2 ở 2 ấy. Rồi. Rồi cái trong một cái chain tăng ấy thì mình cần có một cái điều kiện, đó là thứ nhất là giá nó phải phá vỡ được một vùng cung cầu ở bên trái và nó tạo ra một đỉnh cao hơn. Đó, rồi tiếp theo là giá nó phải tôn trọng được cái vùng đáy cũ. Này này, phá vỡ ở đây, giá nó tạo ra một cái đỉnh cao hơn, rồi sau đó là tôn trọng cái này. Rồi anh hình dung không? Có nghĩa là trong một cái chain giảm hoặc là một cái chain tăng ấy, thì anh vẫn cần có hai đáy và hai đỉnh để mà xác nhận. Có một số những cái trường hợp mà mọi người chay ấy, mọi người mới có xuất hiện một cái này rồi đi. Mới ra thị trường nó mới tạo ra một cái mô hình như thế này thôi ha. Giá nó chưa có một cái nhịp phá vỡ ở đây, giá nó chưa có tạo ra một cái đỉnh cao hơn. Đúng không? Giá nó không có tạo ra một cái đỉnh cao hơn. Mà mọi người nhìn thấy ở bên dưới này nó có một cái vùng cản ấy. Thì mọi người vào đây này, mọi người nhảy vào đây, mọi người bay thì nó rất là dễ bị phá qua. Đó đúng không? Thì trong một cái chain tăng thì mình phải có cái yêu cầu như thế này để xác nhận ha. Rồi một cái chênh giảm. Rồi một cái chênh giảm. Rồi thì đây là mình có một mức cao đúng không? Đây là hai này. Thì đây là mức cao thấp hơn thì đây là hai ở low. Thì đây là một mức thấp. Rồi đây là một mức thấp hơn thì là low low. Rồi thì để mà xác nhận cấu trúc ở trên thị trường ấy. Tại vì thị trường của mình thì nó chạy liên tục đúng không? Nó theo hình sóng và cái khiến cho mọi người rất là dễ bị lẫn lộn trong việc là xem xét phá vỡ cấu trúc ấy. Đó là mọi người thấy có quá nhiều khung thời gian. Mọi người không biết xét phá vỏ nó như thế nào. Không biết xét phá vỏ nó như thế nào. Thì anh có thể bắt đầu bằng việc là mình xét những cái đỉnh đỉnh thấp đỉnh cao như hồi nãy em vừa mới làm ví dụ cho anh ấy. Đây ví dụ như thế này đi nhé. Đây em sẽ xóa hết này. Bình thường thì những cái high low đó thì em sẽ không có vẽ, em sẽ không có vẽ vào nhờ. Không có vẽ vào cái biểu đồ ở trên nhóm ấy. Rồi, như mình xét đi. Em nói miệng trước nhé. Thì đây là một mức cao này. Đây là một mức cao. Đây là một mức thấp chứ. Đây là một mức thấp nhé. Rồi đây là một mức cao đúng không? Bắt đầu từ đây này. Nó phá vỡ bên trái đúng không anh?
đây này, bắt đầu tính từ đây đi nhé, tại vì anh chưa có làm quen được với cái cách phân tích cấu trúc đa tam phen ấy, cho nên là em sẽ nói đúng một khúc này thôi nhé, tại vì chỗ này nó có phá vỡ bên trái đúng không, thì cấu trúc nó sẽ bắt đầu, cấu trúc dài ấy, nó sẽ bắt đầu từ cái đáy này này, nó đi lên tới vùng hiện tại luôn đó, thì đây là một nhịp sóng lớn đúng không, tại vì nó có phá vỡ bên trái ha. Nhưng mà mình không có nói quá nhiều về vấn đề này, em sẽ nói cho anh nghe trước về cách em đóng dấu những cái đỉnh đáy. Rồi, đó, thì ở đây nó có phá vỡ bên trái đúng không? Thì đây là một mức thấp này. Mức thấp này phá vỡ trực tiếp cái đỉnh này đúng không? Thì mình xét ở đây. Rồi. Xét ở đây luôn đi. Đây. Rồi, đây là một mức thấp nhất đúng không? Đây, mức thấp nhất thì đây là đáy rồi. Rồi lên đây. Đây là một mức cao. Đây là một mức cao. Rồi một mức thấp, rồi một mức cao hơn. Đúng không? Đây ví dụ như ở đây có một cái ví dụ nhé. Ví dụ như trong trường hợp ở đây mà nó không có phá vỡ được cái đỉnh này đi. Anh cũng thấy nó có phá vỡ đỉnh ở đây đúng không? Mình mới xét đỉnh đáy nhé. Rồi. Đây. Trong cái trường hợp ví dụ như thế này đi, giá nó đi mới có tới đây đi, nó đi nó dừng ở đây, nó dừng ở đây, nó đâm lên một tí đi nhé, nó đâm lên một tí, rồi đâm lên một tí, rồi sau đó là giá nó đâm xuống, giá nó đâm xuống thì trong trường hợp đó sẽ có một số người tham minh cái này là một cái đỉnh, tham minh cái vùng nó đập xuống này là một cái đỉnh đó. Thì khi mà có một đỉnh ấy, thì thường mọi người sẽ có cái xu hướng là canh sell xuống đúng không? Canh sell xuống đúng không? Thì trong những cái trường hợp như thế này ấy, thì như vẽ mình xác định như thế nó là sai, và cái việc mà anh xác nhận những cái đỉnh đáy ấy, nó là cái công việc đầu tiên nha, nó là cái công việc đầu tiên mà anh làm ở trong ngày, mà anh làm sai thì có nghĩa là đôi khi là cái lệnh của anh nó không có được tối ưu. Có thể là anh vẫn đúng nhưng mà đôi khi là nó không được tối ưu và đôi khi là thua ha, đôi khi là chọn sai vùng đó, ví dụ như vậy. Rồi đây đây là một mức 2 ở 2, đây là low, đây là low này, 2 ở low, 2 ở low, rồi cái 2 ở low này tạo ra cái 2 ở 2 ở đây, rồi 2 ở 2 này tạo ra 2 ở low ở đây, 2 lô này lại tiếp tục tạo ra một cái 2 ở 2 ở đây đúng không? Rồi. Tới đoạn này. Đỉnh ở đây đúng không? Đỉnh ở đây. Thì trong cái trường hợp ấy mà giá nó di chuyển như thế này, giá nó di chuyển và nó không có bất kỳ một cái động thái nào mà nó phá qua được cái này ha. Nó không phá qua được cái này mà nó quay xuống. Nó quay xuống nhá. Thì chúng ta cũng không có cố gắng là chúng ta bắt ở những cái vùng bên dưới này ha, không có cố gắng là bắt ở những cái vùng ở bên dưới này. Ừ, rồi rồi trong trường hợp này á, thì mình sẽ tính, do là mình đang tính cấu trúc, mình đang tìm những cái điểm 2 ở 2, 2 ở low của một cái khung thời gian lớn. Lát nữa em sẽ nói kỹ hơn cho anh ha. Thì mình chỉ xét những cái đoạn nào nó tạo ra sự phá vỡ để mà mình làm đỉnh đáy thôi. Đó. Luôn luôn là như vậy nha. Chỉ sử dụng những cái đoạn nào mà nó có phá vỡ một cái vùng ở bên trái ấy. Phá vỡ vùng bên trái nhá, vùng cản bên trái nha. Rồi. Rồi thì trong trường hợp này mình không đánh dấu đây là một đỉnh đúng không? Đây mới là đỉnh và đây là mức thấp. Đó. Còn cái đỉnh này này, cái đỉnh này nó cũng là đỉnh nhá, nhưng mà nó nằm ở bên trong một cái cấu trúc nó nhỏ hơn. Một cái cấu trúc của một cái khung thời gian nó nhỏ hơn ở bên trong ha. Đó. Rồi thì đây là một đỉnh đúng không? Thì cái đỉnh này quay trở về đây thì nó là một cái đáy này,
đáy này nó lại tiếp tục tạo ra một cái đỉnh cao hơn ở đây. Đó, thì với những cái dấu như thế này ấy, anh có thể đọc ra được là những cái đáy và những cái đỉnh nó liên tục là cao hơn nhau đúng không? Cao dần đúng không? Vậy thì hiện tại cho tới tận ở cái giai đoạn này này, ở tận cái giai đoạn này chưa, trước khi mà giá nó phá vỡ qua được cái đáy này đúng không? Trước khi mà giá nó phá vỡ qua được cái đáy này thì mình vẫn đang ở trong một cái chen tăng đúng không? Đang ở trong một cái chen tăng, và hiện tại là mình đang có một cái higher low ở đây đúng không? Đúng không? Tại vì giá nó đã phá vỡ qua được cái mức low này, cái mức thấp ở bên trái này. Anh hình dung được không? Anh hình dung được đúng không? Tại vì mấy cái này thì nó cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà chủ yếu là mình phải thực hành nhiều, mình phải xem biểu đồ nhiều ấy. Rồi. Đó, thì cái nhịp này này, cái nhịp đầu tiên trong một cái chen tăng, trong một cái chen tăng bền như vậy ấy, mà bỗng nhiên nó xuất hiện một cái nhịp thay đổi cấu trúc như thế này ấy, bỗng nhiên mà mình xuất hiện một cái đáy thấp hơn. Đó, thì cái này thì mình được gọi là chốc. Ok không anh? Nó là cái sự thay đổi đầu tiên trong cấu trúc nha. À, sự thay đổi đầu tiên trong cấu trúc. Rồi BOS, tiếp theo tới BOS. BOS thì nó cũng dễ thôi, BS đó, BOS thì nó chỉ đơn giản là một cái, BOS thì nó chỉ đơn giản là một cái xác nhận phá vỡ cấu trúc thôi. Alo. Rồi. BOS ấy thì nó là break objective, nó là một cái sự phá vỡ cấu trúc hoàn toàn luôn nha. COCH ấy thì nó chỉ là một cái tín hiệu đơn giản thôi đúng không? Nó chỉ là một cái tín hiệu thôi nha. Còn BOS nó là một cái xác nhận nha. Rồi. Thì nếu như mà để miêu tả BOS ấy thì nó là một cái động thái nha, nó là một cái động thái khi mà giá nó phá vỡ qua một cái vùng cản ở bên trái một cách rất là mạnh. Một cách rất là mạnh ha. Đó. Đây em hồi nãy mà hồi nãy mình cũng có ví dụ luôn ở trong cái biểu đồ vàng. Đây. Đây cái nhịp này. Đây. Thì đối với một cái nhịp BOS ấy, mình sẽ xác nhận nó là BOS khi mà nó có cái động thái là đóng nến mà một cách rất là mạnh mẽ bên trên cái vùng cản bên trái của nó ha. Đó. Và thường ấy, những cái cây nến mà nó tạo ra một cái nhịp BOS ấy, nó sẽ là những cái cây nến rất là dài như vậy, hay còn gọi là nến nhấn chìm ấy anh. Ừ. Nến nhấn chìm ấy thì nó có nghĩa là nó thể hiện là trong cái cây nến này ấy, cái khối lượng của bên mua nó chiếm ưu thế hoàn toàn luôn. Nó áp đảo hoàn toàn so với đội sell luôn, mặc dù là chắc chắn là cũng có đội sell ở trong đây ha, tại vì có người mua thì chắc chắn phải có người sell đúng không, nhưng mà đội buy họ có một cái khối lượng nó hoàn toàn áp đảo đúng không, nó hoàn toàn áp đảo luôn, và giá nó vẫn tiếp tục được đẩy lên và nó tạo ra một cái cây nến nhấn chìm thoát ra khỏi cái biên như thế này này, thoát ra khỏi cái đỉnh ở bên trái. Ok, thì mình sẽ xác nhận đây là một cái BOS ha, đây là một cái BOS nha anh. Còn COCH ấy
Thì đơn giản nó chỉ cần là một cái râu chọc qua thôi, một cái râu chọc qua đỉnh thôi, thì cũng được tính là một cái xé qua CH. Ok, đoạn này anh hình dung không? Ok, thì tương tự như vậy ha. Tương tự như vậy, đây BOS này phá vỡ rất là mạnh mẽ đúng không? Và anh lưu ý nha, mình chỉ sử dụng những cái nhịp BOS mà nó đủ tiêu chuẩn như thế này đi. Nó tăng mạnh và nó kết nến dứt khoát ra khỏi cái đỉnh ở bên trái nha anh. Không, còn trong cái trường hợp mà kiểu như là nó đi nó ngập ngừng như thế này đi. Ngập ngừng như thế này nè. Đúng không? Nhưng mà nó cũng không có một cái sự thoát ra dứt khoát luôn đi. Ví dụ như nó đi ngập ngừng ở cái đỉnh đi. Thường là mình thấy là giá nó đụng vào cái đỉnh ấy, thì thường là nó có phản ứng, nó đi ngang một tí đúng không? Xong rồi nó bắn ra. Đúng không? Xong rồi nó bắn ra thì như thế này ấy, bắt đầu nếu mà như thế này ấy, thì mình cũng xét cái lực phá vỡ ra. Cái lực phá vỡ ra của nó như thế nào? Nó kiểu như thế này nha. Thì mình cũng xét cái nhịp thoát ra bên trái khỏi cái đỉnh bên trái này nó như thế nào. Đó, rồi trong một số trường hợp đi. Trong một số trường hợp đi thì giá nó không có đi được như thế. Nó tạo ra một cái đỉnh đúng không? Giá nó cũng quay về cái đỉnh. Nó cũng ngập ngừng đi. Xong đó nó đâm qua. Nó đâm qua nhưng mà nó sau khi mà giá nó đâm qua khỏi cái đỉnh này ấy, ngay lập tức là nó rút râu xuống. Ngay lập tức là nó rút râu xuống. Ở cái giai đoạn này ấy, thì mình không đánh giá được là nó có sau khi mà nó rút râu ấy là nó có đâm thẳng xuống hay không. Mình không có biết trước được ha. Mình không có biết trước được mà mình chỉ nhìn thấy được đây là nó là có một cái sự thay đổi trong cấu trúc của thị trường. Một cái sự thay đổi trong cấu trúc của thị trường, nó quét qua một cái đỉnh như thế thì mình sẽ tính nó là một cái chốc tăng. Một cái chốc tăng. Rồi, thì trong trường hợp mà giá nó xuất hiện một cái chốc tăng đi. Giá nó xuất hiện một cái chốc tăng lên thì mình hình dung được là cái vùng cản ở bên trái ấy, mà nó tạo ra khi mà nó làm ra được cái đỉnh cao hơn này. Đó, thì cái đáy mới nhất mà nó vừa mới tạo ra ấy, thì cái vùng đó mình có thể là vùng mình canh để mà mình bay lên tiếp được. Mình bay lên tiếp được tại vì đây nó cũng là một cái nhịp phá vỡ cấu trúc đúng không? Đây đây về cơ bản thì nó cũng là một cái sự thay đổi trong cấu trúc và có nghĩa là nó thể hiện được rằng ấy là đội bay ở đây này, họ vẫn đủ hàng để mà đẩy đẩy vào. Họ vẫn đủ hàng để mà đẩy giá vào để mà tạo ra một cái đỉnh cao hơn ở đây đúng không? Cho nên là những cái vùng ở bên dưới anh vẫn có thể anh dùng để mà anh canh anh buy lên. Nhưng mà những cái vùng như thế này ấy, khi mà nó chỉ mới có một cái xé khôi CH thôi, thì những cái vùng này anh bắt ấy sẽ là một cái vùng rủi ro nha. Ok không? Rồi đó đó. Thì mình hiểu được là mình đang sử dụng cái gì, mình đang dùng lệnh gì thì mình sẽ quản lý được vốn ha. Rồi, tương tự tới đây cũng là BOS. Đây cũng là phá vỡ. Đây cũng là phá vỡ đúng không? Rồi sau đó là giá nó cũng quay trở về, nó hồi về cái vùng canh mua này. Vùng canh mua sau đó nó đi lên tiếp đúng không? Thì bữa giờ là như vậy. Anh hình dung được cái BOS với lại cái xe CH rồi đúng không? Rồi. Rồi, RMS. RMS Ship Market Structure.
Cái này thì em thường gọi nó là điểm đảo chiều. Em thường gọi nó là điểm đảo chiều. Thì nếu như mà mô hình hóa ship market structure ấy, thì thường nó sẽ xuất hiện dưới hình dạng là một cái đáy thấp hơn. À, nói như thế này cho dễ hiểu ha. Ví dụ như trong một cái trend tăng lên như thế này đi. Trong một cái trend tăng lên như thế này. Giá nó liên tục BOS đúng không? Giá nó liên tục BOS, nó tăng lên, nó quay trở về, nó retest rồi nó lại tăng lên. Rồi, ok. Rồi thì mình biết được là trong một cái nhịp BOS ấy, đáy nó sẽ luôn luôn được tôn trọng để mà tạo ra một cái đỉnh cao hơn đúng không? Rồi, trong cái trường hợp mà giá nó đang đi lên như thế này, nó cũng có một nhịp pullback, nó cũng có một nhịp sóng hồi để nó đi xuống những cái vùng cản ở bên dưới này nha. Đó. Rồi, giá nó chạm vào cái vùng cản này, nó đi lên. Nhưng mà thay vì đi lên nó tạo ra một cái đỉnh cao hơn ấy, nó tiếp tục BOS để nó tạo ra một cái đỉnh cao hơn ấy, thì từ đây nó giảm xuống và nó thủng qua được cả cái vùng giữ giá luôn, cái vùng giữ giá ở bên trái luôn đó, như thế này đi. Thủng qua luôn thì cái nhịp mà đáy nó thấp hơn như thế này này, cái đỉnh sau nó thấp hơn như thế này này, thì mình sẽ gọi nó là SMS. Ok, anh hình dung không? Rồi, ở đây. Cái này thì nó xuất hiện cách đây cũng không có lâu đâu. Cách đây cũng ngày 14 này. Đây. Đây, ở đây này anh thấy giá ở khung M15 nhé. Giá của khung M15 nó đi lên này. Giá nó đi lên, nó phá vỡ bắt đầu từ đây đúng không? Đó, giá nó xuất hiện, giá nó phá vỡ ở đây. Cái đoạn này nó là cái nhịp sóng đẩy. Nói cho anh nghe ở ngoài lý thuyết một tí, ngoài cái phần lý thuyết một tí thì mình sẽ có hai loại sóng trong thị trường này, một là sóng hồi và hai là sóng đẩy ha. Thì sóng hồi có nghĩa là trong một cái nhịp tăng lên như thế này đi, thì những cái nhịp hồi xuống này nó là sóng hồi. Không, những cái nhịp mà gọi là giảm điều chỉnh ấy anh, giảm điều chỉnh ấy thì nó là sóng hồi ha. Còn cái nhịp sóng đẩy ấy là cái nhịp sóng mà sau khi nó tạo ra một cái phá vỡ ha. Thì thường anh thấy những cái đôi khi ấy là tin ra đúng không? Giá nó phá được một cái cản là giá nó bay cả mấy chục giá đúng không? Đó, thì cái nhịp mà giá nó bay mạnh như vậy ấy, thì đó là sóng đẩy nha. Đó sẽ là sóng đẩy. Thì sóng đẩy nó sẽ bắt đầu từ cái nhịp phá vỡ của mình, BOS từ đây đúng không? Thì bắt đầu từ đây lên trên đây là sóng đẩy này. Đây là sóng đẩy. Rồi còn đây là sóng hồi. Ok, anh hình dung được rồi đúng không? Ừ, cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Rồi, thì sau khi mà tạo ra một cái nhịp sóng đẩy như thế đúng không, giá nó để lại một cái vùng giữ giá cho mình ở đây. Anh thấy giá nó chạm vào cái cục này thì giá nó bay lên đúng không? Giá nó bay lên nhưng mà nó thất bại như thế nào? Nó thất bại trong việc là phá qua được cái đỉnh này.
không? Thì ở đây rõ ràng là anh thấy có cái sự thay đổi cấu trúc đúng không? Đây là đỉnh cao này, đây là 2 ở 2 đúng không? Đây là 2 ở 2 này, 2 ở 2 này. Đó, rồi tới đây là bỗng nhiên nó xuất hiện một cái 2 ở lô. Đó. Xuất hiện một cái 2 ở lô. Rồi. Nói tiếp. Rồi, ở trong những cái nhịp mà khi mà giá nó tạo ra SMS ấy, thì thường là mình sẽ chọn cái vùng cung cầu cuối cùng của cái SMS để mà mình bắt. Về căn bản ấy, cái SMS này nó là một cái tín hiệu đảo chiều rất là mạnh ha. Thì nếu như mà anh nhìn vào cái đoạn này đi, anh nhìn vào cái đoạn hồi nãy đi, thì nó là cái mô hình tăng lên đi ngang giảm đúng không? Anh hình dung anh thấy ra được rồi đúng không? Đó. Thì ở trong thị trường của mình ấy, đa số ấy là sẽ xuất hiện bốn cái động thái hồi nãy em nói đấy. Bốn cái động thái hồi nãy em nói đây này. Giá tạo sóng đẩy đi lên, đi ngang ở đây đúng không? Đi ngang này. Đoạn này thì nó sẽ là đi ngang. Sẽ có một số những cái hình dạng nến ấy mà khi anh nhìn vào thì anh sẽ biết là ngay cái đoạn đó nó là sideways luôn ha. Nó là sideways luôn, ví dụ như những cái cụm nến nó kết hợp như thế này. Nó kết hợp như thế này. Nó đang là sóng đẩy đúng không? Sóng đẩy nó đi lên này. Ở trên đoạn này bỗng nhiên nó tạo ra một cây búa ngược đúng không? Thì cái búa này thường ấy, ở trong lý thuyết ấy, nếu như mà nằm ở giai đoạn đỉnh đáy thì thường nó sẽ tạo ra một cái đảo chiều. Thì cái đó là về lý thuyết của bên Bryce Action ha. Còn đối với bên mình ấy, đối với bên mình giải thích được rằng là ở trong những đây là một cái giai đoạn tích lũy, đây là một cái giai đoạn tích lũy để đảo chiều. Khi mà anh chuyển vào những cái khung thời gian nhỏ hơn ấy, nó sẽ là một cái giai đoạn tích lũy. Này này. Giá nó đi ngang rất là rõ đúng không? Giá nó để lại một cái vùng cản sau khi mà nó phá đỉnh này. Đó. Thì khi mà giá nó phá đỉnh, nó quay trở về, nó retest cái cục này. Nó đi lên. Nhưng mà nó thất bại trong cái việc là nó BOS tiếp đúng không anh? Đó. Khi mà giá nó tiếp cận với một cái vùng đỉnh ấy, mà nó liên tục tạo ra những cái tín hiệu mà nó không thể phá được đỉnh tiếp á, mà nó liên tục rút râu như thế này này, thì khả năng cao là giá nó sẽ có một cái nhịp sập rất là mạnh nha. Tại vì đó là cái giai đoạn bắt đầu là mất mất cân bằng cung cầu, mất cân bằng cung cầu nhé. Có thể giải thích đơn giản á, giải thích đơn giản là đổi bay ấy, nó đã tốn quá là nhiều sức để mà nó đẩy giá lên tới đây rồi. Thì khi mà đi lên đây nó gặp một cái tường limit, nó gặp một cái tường limit. Ở đây nó có một cái khối lượng cao hơn mà giá tụi ở đây nó đẩy lên này. Ở đây tụi nó đẩy lên 100 lot lên tới trên này khớp một cái tường sell limit 200 lot đi. Thì tất nhiên là tụi nó không thể gồng được đúng không? Tất nhiên là tụi nó không thể gồng được. Và nếu như mà giá nó thủng qua được cái vùng này thì rõ ràng là đội bay nó thất thế đúng không anh? Không, nó tạo ra một cái đỉnh cao hơn đúng không? Nhưng mà nó cũng thất ngay lập tức là nó thất bại trong cái việc là nó giữ cái vị thế của nó. Thì có nghĩa là chain nó sẽ đảo. Đó. Cho nên là mình mới quan tâm về cái việc anh lúc nào anh cũng cần phải nhớ là một cái nhịp phá vỡ uy tín là nó có tạo ra phá vỡ ở bên trái nha. Đó. Anh có thể xem lại các video của em ấy. Tại vì những cái plan, những cái chiến lược em làm ở trên nhóm ấy là cho học viên đấy anh. Mọi người có thể theo dõi ha. Mọi người ví dụ như anh xem plan trên YouTube đi. Anh vẽ là trên biểu đồ của anh. Rồi có cái gì mà anh không hiểu ấy,
hay là trong cái trường hợp mà giá nó đi tới cái vùng mình canh rồi thì anh hỏi em tiếp cũng được, kiểu như mà mình sẽ làm cái gì tiếp ở cái chỗ đó kiểu vậy ấy. Anh hình dung được đúng không? Ok rồi, xem nào. Hồi nãy là SMS, cái SMS đó thì em sẽ nói cho anh thêm nghe những cái chuyên sâu hơn sau ha. Rồi mình tới cái gì ta, rồi SH Stockholm hay là WSL? À khoan, thì trước khi nói về cái này cho anh thì em sẽ nói cho anh nghe về Liwi. Liwi thanh khoản ha. Rồi thị trường của mình, về căn bản thị trường của mình là zero sum đúng không? Cho nên là để mà có cái lượng hàng dồi dào để mà những cái tổ chức lớn tụi nó có thể mua ấy, anh có thể hình dung được là một cái tổ chức lớn thì tụi nó không thể nào mà đánh 0,01, 0,02 như mình đúng không? Tụi nó vả một phát là 50 lot, 50 lot, 100 lot, 200 lot gì đó. Đó, cho nên là để mà có thể mà mua bán với một cái khối lượng mà nó lớn như vậy ấy, thì họ cần phải có người ở một cái chiều ngược lại bán cho họ đúng không? Giao dịch với họ đúng không? Alo? Đúng không? Ví dụ như mà người ta muốn bán ra 50 lót vàng thì chắc chắn là người ta cũng phải biết được là sẽ có người mua 50 lót vàng của người ta đúng không? Để mà người ta có thể bán. Đó. Rồi thì để mà chắc chắn là họ luôn luôn có nguồn hàng dồi dào, nguồn hàng dồi dào để mà mua bán ấy, thì họ sẽ tạo ra những cái vùng gọi là những cái vùng thanh khoản. Liwi thì nó sẽ được thể hiện ở trên biểu đồ, đầu tiên là ở những cái row nha. Để ví dụ như thế này nhé, ví dụ như ở đây đi thì giá nó đẩy xuống đúng không? Thì chắc chắn là phải có người nhảy vào mua thì giá nó mới tăng, giá nó mới rút râu tăng lên đúng không anh? Thì khi mà giá nó tăng lên rồi, giá nó tăng lên và nó tạo ra phá vỡ đúng không? Thì mình thì thường sẽ có xu hướng như thế nào? Mình sẽ có xu hướng là dời SL về NG đúng không? Mọi người thì thường sẽ có xu hướng là dời SL về NG khi mà lệnh nó xanh rồi. Dời SL về NG này. Và khi mà giá nó tiếp tục nó tạo ra những cái nhịp phá vỡ như vậy ấy, thì mọi người lại tiếp tục là dời NG lên đúng không? Dời NG lên, dời NG lên. Thì tất cả những cái vùng đáy này này, tất cả những cái râu nến này nó đại diện cho thanh khoản ha. Đó, thì SL anh có hình dung đơn giản là vùng nào có SL thì vùng đó là thanh khoản ha. Rồi, thì đối với thanh liquid ấy, liquid thì hiểu đơn giản nó là nguyên liệu cho thị trường di chuyển, nguyên liệu cho thị trường di chuyển. Và liquid ấy thì thường nó được thể hiện trong thị trường là ở rất là nhiều dạng, như một dạng hồi nãy em vừa nói với anh này, dạng thứ hai ấy thì sẽ là những cái vùng đỉnh đáy bằng nhau. Hồi nãy anh hiểu là những cái vùng đáy này sẽ tồn tại SL đúng không? Thì tất nhiên là những cái vùng đáy mà bằng nhau đúng không? Những cái vùng đáy và những cái vùng đỉnh mà nó bằng nhau ấy thì chắc chắn là sẽ có nhiều SL đặt nhiều hơn những cái vùng đáy thông thường đúng không anh? Không, sẽ có rất là nhiều tiền ở đây. Tiền ở đây chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn là tiền ở đây đúng không? Thì thanh khoản ấy thì thường thường anh nghe về nói về việc quét thanh khoản. Nhưng mà thật sự ấy là để mà xuất hiện một cái nhịp quét thanh khoản ấy thì cá hay là những cái tổ chức ấy nó cần phải lựa chọn thời cơ thích hợp. Lựa chọn thời cơ thích hợp nha, chứ không phải là lúc lúc nào nó cũng quét được nha. Không phải là đùng cái là mà nói là giá nó quét là đúng là giá nó quét. Đó, thì cái nó sẽ có xu hướng là nó xử lý những cái vùng thanh khoản nào mà những cái nó cho là những cái vùng thanh khoản cao. Thì những cái vùng thanh khoản cao đó mình sẽ
đánh dấu nó là EUA2 và EUA-LO. Thì EUA2, EUA, EUIH ấy, nó là những cái mức cao bằng nhau nha anh. Những mức cao bằng nhau thì EUL là EUA-LO là những cái mức thấp bằng nhau. Mức cao bằng nhau và mức thấp bằng nhau ha. Để em kiếm ví dụ nào đó có xem. AGA này, đây. OGA tăng luôn rồi. Nên là không bắt được. Đây thì trong một cái setup của mình ấy. Trong một cái setup của mình thì khi mà giá nó xuất hiện những cái đỉnh đáy cao thấp bằng nhau như thế này. Anh thấy mình có những cái đỉnh cao bằng nhau và những cái đáy thấp bằng nhau ở đây không? Thì rõ ràng đây là một cái giai đoạn sideways đúng không? Đó, thì trong một cái giai đoạn sideways ấy, trong một cái giai đoạn mà thị trường nó tranh đấu với nhau như thế này nè, thì thường là giá nó tăng lên thì đội sell ép cho giá nó giảm xuống đúng không? Còn giá nó giảm xuống ấy, thì đội buy lại tiếp tục nhảy vô mua liên tục để mà đẩy giá nó tăng lên. Thì tất nhiên là thanh khoản nó sẽ tập trung ở hai cái vùng này đúng không? Đây là SL của đội buy này, còn bên dưới này nó sẽ là SL của đội à không, trên này là SL của đội sell, dưới này là SL của buy đó. Rồi thì đây rõ ràng là một cái nhịp, nó đang là một cái nhịp xử lý thanh khoản của xử lý cái SL của đội sell sớm ở đây đúng không? Cái đội sell sớm ở đây thì mình sẽ có một cái chiến lược, mình sẽ có một cái chiến lược đó là mình chờ cho giá nó quét hẳn, xong hẳn cái đã, xong hẳn cái đã rồi giá nó quay trở về. Ví dụ giá nó tăng lên đúng không, giá nó tăng lên rồi sau đó nó quay về đó, thì mình sẽ chờ cho giá nó quay trở về cái vùng cũ của mình này, rồi mình lại tiếp tục mình sell xuống để nó xử lý tiếp cái SL của đội buy ở đây. Rồi OK, anh hình dung về cái EUA2 và EUA low đó rồi đúng không? Rồi OK, còn sẽ có thêm sao anh? Không hẳn là nó phức tạp, không hẳn là nó phức tạp, nhưng mà những cái mà em chỉ cho anh là những cái căn bản, những cái đơn giản nhất rồi ấy, là những cái mà em áp dụng và em thấy nó ra tiền ấy. Thì anh quan trọng là anh theo dõi thị trường và anh nhận ra được những cái pha đó nhiều. Tại vì những cái mà hồi nãy em nói với anh nãy giờ ấy, bất kỳ một khung thời gian nào nó cũng xuất hiện cả. Cho nên là sẽ không có phải lo về cái vấn đề là anh không nhìn ra được hay là chờ quá lâu để mà nhìn ra nó. Anh sẽ nhìn ra nó rất là nhiều nha. Nhưng mà đa số những cái vùng đó là anh sẽ không có xài được. Thì cái khó ở đây là cái khó là mình chọn ra cái vùng mình quyết định mình vô ấy. Thị trường này thì nó khó ở chỗ đó thật. Nhưng mà chỉ cần mà anh, cho dù là cái tỷ lệ phân tích của anh nó dưới 50% đi, nhưng mà anh chỉ cần anh phân tích đúng một lần ấy, thì tài khoản của anh vẫn x2 x3 bình thường. Thị trường này bản chất là như vậy, rủi ro cao thì lợi nhuận cao mà. Rồi sẽ có thêm một dạng của liquidity nữa, một dạng của liquidity nữa mà em rất là thích dùng và ít ai nói về cái dạng này ha. Ít ai nói về cái dạng này, em tham khảo khá là nhiều cũng ít người nói. Đây thì đôi khi là anh thấy có những cái trend ấy. Anh biết về cái trendline đúng không? Trendline, đôi khi anh thấy có những cái trendline mà nó đi rất là đẹp đúng không? Giá nó cứ chạm vào nó rút râu lên, rút râu lên. Đó, dần tăng lên. Thì tới anh thấy chỗ này nó cũng đẹp, anh nhảy vào đây anh buy. Anh nhảy, giá nó đâm xuống. Nó đâm xuống một phát rất là mạnh xong rồi nó bay lên. Thì trong cái trường hợp như thế này ấy, thì anh đã giao dịch ở trong một cái liquid trendline, tức là thanh khoản trendline ha.
Thanh khoản của Chen Lai. Rồi. Cái này thanh khoản của Chen Lai thì cái này em nói cho anh nghe biết trước để mà anh có thấy ấy, thì anh sẽ hiểu được cách nó hoạt động ha. Rồi để mà trước khi mà hiểu tới cái này ấy, cách hoạt động của cái Liwi Chen Lai này ấy, thì em sẽ nói cho anh nghe về premium với discount. Premium discount vào bữa sau ha. Rồi BE là break even, là giờ SL về entry. Ví dụ như bình thường ở trong nhóm mọi người hay báo là BE đi là giờ SL về entry nha. Alo. Rồi. Thì tất cả những cái hồi nãy giờ em nói cho anh nghe thì có phần nào anh không hiểu không? Có phần nào anh khó hình dung không? Khi nào thì mình nên đặt lệnh đúng không? Ừ. Rồi. Khi nào thì mình nên đặt lệnh rồi về căn bản á, để mà trả lời được cái câu hỏi này anh phải hiểu là 80% thời gian của trader mình á là chờ. Là mình sẽ chờ nha. Rồi. 20% thời gian còn lại là trade chắc chắn rồi, nhưng mà trong cái 15% thời gian trong đó ấy, là anh sẽ cần phải phân tích cấu trúc cho giỏi cái đã. Phân tích cấu trúc cho giỏi cái đã thì trong một cái trend tăng lên đi. Một cái trend tăng lên thì sau khi mà giá anh thấy được ở đây nó có một cái BOS đúng không? Thì anh cần cái mà anh cần chờ tiếp theo ấy là giá nó hồi về những cái vùng cứ điểm của anh để mà anh buy lên. Rồi em sẽ chỉ cho anh một cái này để mà anh áp dụng được luôn ha. Rồi, đây là Fibo OTE. Thì cái thông số này em sẽ gửi cho anh ha. Anh có thể sử dụng cái đó, anh xài cái web TradingView á, thì anh có thể chỉnh những cái thông số giống em ha. Ở đây thì mình sẽ khác với cái Fibo thông thường ấy. Fibo OTE thì nó sẽ khác với Fibo thông thường ha. Đây. Fibo bình thường là mình vẽ từ từ trên xuống đúng không? Nhưng mà Fibo OTE ấy, thì mình sẽ vẽ từ trên từ dưới lên. Và Fibo truyền thống ấy thì họ sử dụng 618 0,5382 26236 này để mà họ giao dịch. Đôi khi là họ cũng giao dịch ở Fibo 1.618 nữa nha. Nhưng mà đối với cái SMC của mình ấy, cái Fibo OTE của mình ấy, thì mình sẽ chỉ sử dụng những cái vùng cứ điểm là Fibo 79 và Fibo 88 để mà mình entry. Để mà mình entry ha. Rồi, thì cách dùng ha, thì sau khi mà anh nhìn ra được đây là một cái nhịp phá vỡ đúng không, thì anh sẽ vẽ Fibo từ đáy lên tới đỉnh, đáy lên tới đỉnh, thì ở đây nó sẽ có xuất hiện những cái Fibo tập 79 và 88 đúng không, thì vùng canh mua của anh ấy nó sẽ bắt đầu ở những cái vùng này. Đó, như thế này ha, phá vỡ đúng không anh, phá vỡ ở đây. Rồi, đây là nhịp trực tiếp phá vỡ đúng không, nhịp trực tiếp phá vỡ này lên tới đây là đỉnh đó, thì giá nó sẽ có xu hướng nó quay trở về những cái vùng cực trị của Fibo này, rồi sau đó nó sẽ tiếp tục nó đi theo cái xu hướng chính của nó. Rồi, hai cái đường ở trên này là Fibo 1
Fibo âm 0.62 với lại là âm 0.27 thì em sẽ sử dụng để làm target, buy lên, đúng không? Thì anh sẽ có tùy vào cái khả năng gồng của anh ha, thì anh có thể lựa chọn cái TP của mình, nên lựa chọn cái TP của mình. Thường ấy thì em sẽ cố gắng em buy ở những cái Fibo trọng điểm này và em target về cái đỉnh cũ thôi. Tức là em buy, canh buy ở ngoài quanh quanh khu vực này và em target về lên lại trên này. Đó, nhưng mà nếu như mà anh có thể gồng, nếu như mà tâm lý anh tốt, anh có thể gồng, anh muốn gồng thì anh có thể gồng lên những cái target cao hơn, đúng không? Ở trên này. Đó. Thì mình có thể áp dụng cái cách này rất là nhiều lần ở trong cái giai đoạn mà thị trường nó đi một chiều ấy. Như trong cái giai đoạn mà vàng nó tăng lên mạnh như thế này này, thì mình sẽ sử dụng cái Fibo này, mình đo lên liên tục để mà mình đánh. Đó, để mà mình đánh. Rồi. Tới đây phá vỡ đúng không? Tới đây phá vỡ rồi, nhưng mà ở đây này, sau khi mà nó phá qua được cái đỉnh này ấy, nó ngay lập tức nó quay trở về. Nó quay trở về, nó phá vỡ được cái đáy ở bên trái của nó nè. Đáy ở bên trái của nó, vậy thì đây khả năng cao là một cái chốc đúng không? Đó, chốc chốc thì sao? Chốc thì chưa chắc là nó sẽ đảo chiều đúng không? Ừ. Rồi. Nói một cái này ngoài lề một tí, ví dụ như thế này đi. Rồi, thì khi mà mình có một cái nhịp chốc đầu tiên ha, mình có một cái nhịp chốc đầu tiên thì lệnh ở đây chắc chắn vào là rít rồi đúng không? Nhưng mà trong trường hợp nếu như mà anh vẫn muốn sell đi, anh vẫn muốn sell thì tốt nhất nhé là em, nếu như là em ấy, thì em sẽ chờ cho giá nó xuất hiện thêm một cái đáy thấp hơn nữa, tức là một cái low low đúng không? Thì khi mà giá nó xuất hiện một cái low low ấy thì chắc chắn đây là sẽ là một cái nhịp BOS đúng không anh? Trong cấu trúc ấy thường là chốc nó sẽ xuất hiện trước BOS nhé. Rồi. Đó, thì trong cái trường hợp mà giá nó đã tạo ra một cái đáy thấp hơn rồi thì ok, lúc này á anh vào lệnh ở cái khu vực này này, tỷ lệ thắng của anh nó sẽ cao hơn thay vì lần đầu tiên là anh vào ở ngay cục trên này. Tỷ lệ thắng của anh thay vì 15% ở trên này đúng không? Anh chấp nhận anh chờ đợi thêm một tí nữa ở ngay chỗ này, anh vào tỷ lệ thắng của anh là 60%. Đó. Ok không anh? Rồi. Ok. Ừ. Rồi, trong một cái chain tăng liên tục như thế này ấy, thì mình sẽ chờ cho giá tiếp tục có những cái động thái phá vỡ để mà mình bật lên. Cái đoạn nào ấy, đoạn nào mà anh cảm thấy là anh không tự tin ấy, ví dụ như như thế này đi ha, như thế này đi, thì cái nhịp phá vỡ lên này này, đôi khi là mình vẫn có thể dùng để mà mình bắt lại cái nhịp buy. Nhưng mà nếu như mà anh không chắc chắn ấy, thì thôi anh không chay ha. Rồi. Rồi ví dụ như tới đây đi. Tới đây thì nó mới có một cái nhịp phá vỡ đẹp đúng không? Đó, thì ok, anh bắt đầu từ đây. Anh xét cấu trúc từ đây. Rồi đây, lên đây phá vỡ. Rồi đây là những cái vùng canh mua của mình đúng không? Ở đây nó sẽ có một cái Fibo 0.5 nữa này. Đó. Thì sẽ có những cái trường hợp ấy, giá nó sẽ hồi về Fibo 0.5 rồi nó tăng luôn. Nhưng mà đối với phương pháp của mình ấy thì mình không sử dụng cái vùng Fibo 0.5 này để mà tham gia giao dịch nha anh. Do là mình chú trọng vào cái RR để mà mình quản lý cái rủi ro ấy, cho nên là mình sẽ cố gắng mình vào lệnh ở những cái vùng trọng điểm ở bên dưới này ha, những cái vùng trọng điểm ở bên dưới này. Rồi trong trường hợp nó không test được những cái vùng của mình mà nó đi lên luôn, nó phá vỡ, thì ok mình lại tiếp tục đây, lại lên đây lại phá vỡ đúng không, giá lại tiếp tục không tiếp tục tiếp tục là không có chạm vào cả những cái vùng trọng điểm để mà nó sau đó nó đi lên luôn. Rồi tới đây nó đi ngang này,
Rồi ở đây là sẽ có CH này. Rồi tới đây là một cái BOS. Đó, rồi ok vậy thì mình sẽ tiếp tục dùng từ cái nến này để mà đo lên đây. Đó. Cho đến khi nào giá đảo chiều nhé. Thì cái thật ra là cái nhịp sập này ấy, cái nhịp sập từ cái giai đoạn cao ở trên này ấy. Cái này nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hồi trước thì em cũng có cảnh báo được mọi người. Cảnh báo được mọi người là đây là một cái Liwi chain này. Thì để mà hiểu được về cái premium discount ấy, thì để bữa sau ha. Để bữa sau, còn hiện tại ấy là trước tiên là anh về anh luyện bằng cách là anh xác nhận những cái hai lô giúp em nhé. Anh vẽ ra ví dụ như anh không có thích đánh dấu như em đi thì anh vẽ mũi tên nhé. Đây này, vẽ mũi tên ra như thế này đôi khi nó lại dễ hơn.